Hay quá. Wow. Ghê trời. Bạn nữ quá đỉnh anh em ơi. Tôi là Thi Freestyle. La Ru cúp siêu phổi. Ở trong thì đang khai mạc. Đẹp không anh em? Hello anh em. Nay mình đang có mặt tại Đà Nẵng và đây là cẩm lệ sân bóng Quảng Đà. Nhạc sung quá, trong đó là 12 đội lát nữa có giải La Ru diễn ra tại đây. Đại diện thủ phận xúc tiến thương mại nhà hàng, mình có tiếp một biểu diễn nữa chung với Việt Nam. Khởi đầu tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2008, La Ru Cup là một trong những giải bóng đá phong trào đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay đã trở thành một thương hiệu, một giải đấu uy tín, thu hút hàng trăm đội bóng tham gia tranh tài mỗi năm. Và năm nay, năm 2023, La Ru Cup siêu phổi quy tụ sự tham gia của hơn 300 đội bóng phong trào đến từ 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Với tổng giải thưởng lên đến gần 1 tỷ đồng, La Ru Cup siêu phổi hứa hẹn mang đến một giải bóng đá phong trào quy mô lớn, một lễ hội thể thao cho người dân địa phương. Và qua giải đấu, Will La Ru mong muốn các cầu thủ và người hâm mộ vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin và chạm tới thành công. Đúng với tinh thần phủi rào cản tung bàn thắng của La Ru Cup. Sân nắm đây có được biên rộng ha. Ô, có khán đài ngồi trên nữa kìa. Xin chào cố vấn chuyên môn của giải La Ru Cup Nguyễn Anh Thi. Ghê trời. Ai tên Thi đều dữ. Đây là trận đầu tiên của giải La Ru Cup siêu phổi. Đã knock out nha anh em. Bên đây thì là chim hoành tráng quá. Quá dữ. Hay vậy. Chô. Trời. Trận đấu diễn ra liên tục. Trời ơi. Đây suốt ghê vậy. À quên, đúng rồi. Chế banh trong sân là chế banh nãy hàng chi. Nãy giờ suốt ác chiến quá. Chúng ngay cột dọc. Hay quá. Wow. Quá hay. Cú dứt điểm ngay góc A.
số 3 này nè. Nãy giờ thấy xử lý ok quá trời. Đã có bàn gỡ hòa rất nhanh. Nãy anh thấy em quay banh hay quá, em quay lại anh coi được không? Em tên gì vậy? Thi. Em tên Thi. À dạ, anh Thi dài. Hay quá vậy. Hai Thi gặp nhau. Rồi, quay lại cho anh xem nha. Ghê trời. Bạn nữ quá đỉnh anh em ơi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22 ạ. 22 tuổi hả? Ok. Còn đệ tử bên đây nữa hả? Em quay banh được không? Thấy chị quay hay quá. Quá dữ. Em tập này ở đâu vậy? Dạ, em thường hay xem TikTok của anh Thi. À, dạ. Ok, cảm ơn em nhiều. Em tập cái quay banh này bao lâu? Dạ, em tập chắc là tầm 2 tháng. 2 tháng rồi được. Giáo anh đó, anh chắc cũng hồi đó cũng tập 1-2 tháng được. Em ok. Kiểu đang tập kiểu xoay chắc kiểu nó khó hơn. Ok. Nhưng mà vẫn chưa. Tập từ từ được, xoay trên tay xong lùi xuống dưới, không để lên đầu. Ủa này, nãy giờ thấy cổ vũ bên đây là đây là đội gì đây? Dạ. Đội của em à? Hay là có một số anh là bạn. À. Xin xú. Ok, đang ba đang một đều. Ok. Rồi cảm ơn em nha. Cùng nhau cổ vũ hai đội đá tiếp. Wow, cái xú rất mạnh. Sân này có cái khán đài đã ngồi trên cao nhìn xuống xem, hay là giờ lên đó ngồi ta. Giờ thì mình lên đây đứng coi nha anh em, rất là đông người ở đây, có cái lầu cao nhìn xuống coi đã ha. Hay quá, số 3 già già đó tốt á. Cầu số 10 này xuống rất là tốt, bên trái quá dữ. Ở ngoài này là chỉ đá banh nãy rồi hả? Không có đá banh phút sàn chị. 20-30 là ít đá. Banh phút sàn động lực cũng ít đá luôn. Nhưng mà đây là đó giờ người ta đá vậy rồi hay sao? Sai 4. Sai 4 bóng nãy. Ôi trời. Xích tí cầu này đã có bàn thắng. Lùm. Phản công 3-2-1. Mất banh. 3-2. 3-2. Hãnh phải. Hạ bên phải sớm. Quay lên dứt. Hay quá. Y bài mình nói luôn. Lụm. Vẫn con. Wow. Số 3 đã có bàn thắng rồi anh em ơi. Ba Hưng hả? Ghê, cái chích mũi ghê. Ôi, hay vậy. Trời ơi, chệch góc tí xíu. Ồ, công quá ta. Cú đá rất công. Dạ, nắng anh. Vẫn kịp cứu. Phản công luôn. Không vào. Chúng sang ngang. Đá bên tì anh em à. Coi đấu súng anh em ơi. Ồ. Wow, số 10 hay quá. Ồ. Còn bao nhiêu lực? Ồ. Giải quyết định, thắng chiến thắng luôn. Chúc mừng áo xanh. Bên kia trẻ hơn, trẻ áo xanh dài dơ hơn. Đây là biển tỷ số nè, thấy gỡ ra được nè.
À, đây có nhiều số khác. À, đây tên đội nè. Lắp tên đội lên trên nè. Giải chỉnh chu quá. Quá xịn, quá xịn. Chuyện quảng cáo thì rất là chắc chắn nha. Đây là trận tiếp theo. Nắng quá anh em ơi. Nắng quá. Nắng quá trời quá đất luôn. Đây là Long, một bạn chơi tân bóng nghệ thuật ở Đà Nẵng. Bạn này biết mình đi biểu diễn ngoài này nên đã ra đây và giao lưu với mình. Long cũng chỉ mới tập tân bóng được 2 năm thôi, nhưng mình đã ấn tượng với các skill của bạn ấy. Vòng chân hất gáy các kiểu rất là mượt mà nè. Và đây là Thi, hồi nãy quay clip mình đã quay một đoạn với bạn này rồi. Theo mình biết thì bạn này là một cầu thủ nữ nha, nhưng cũng biết kha khá các skill về tân bóng nghệ thuật. Anh em cùng xem nè. Wow. Dính luôn trời. Nãy giờ Long VK cầm máy quay chắc ghiền lắm. Đó, hồi nãy bạn kêu nhiều ta. Ghê. Ghê trời. Ê, mấy trò này anh làm được nha. Ô, Ron. Xít thì Long vô đói rồi hả? Quá ghê. Sau một buổi sáng xem đá banh và tân banh mệt mỏi, thì giờ nhóm mình sẽ đi ăn cơm trưa rồi về khách sạn nghỉ ngơi. 16 giờ chiều mình có một game show sút bóng xà ngang ngay tại sân bóng Quảng Đà. Mời anh em cùng xem tiếp nha. Buổi chiều ngày hôm ấy. Và chúng ta sẽ đến với một phần game vô cùng thú vị và những phần quà hấp dẫn dành cho tất cả quý vị với game sút bóng xà ngang. Và cùng chào đón anh Trọng Thi sẽ tiếp quản phần mini game của chúng ta. Xin mời anh. Xin chào mọi người. Hello cả nhà, sáng giờ cả nhà đá banh đã không ạ? Mình chơi game show đi, chơi đá banh xà ngang. Những chiếc nón của Laru, những chiếc áo của Laru. Và bên cạnh đó là hai phần quà riêng của mình, đó là một đôi giày, một chiếc áo chính hãng của có trị giá là 3 triệu đồng. Ai muốn lấy đôi giày của Thi à? Giơ tay. Rồi, một người. Rồi, từ từ xếp hàng ngang qua, xếp hàng ngang qua giùm em cái. Rồi, ok. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi, đủ 10 rồi. Chốt điều. Đây là 11, 10 tới 10 mét. Để khích lệ nên ai đã hụt thì mình tặng luôn một nón Laru luôn nè. Thì anh gần đi sát luôn. Trời ghế quên luôn. Được mấy cái tin bởi TV Tài đó. Rồi. Hay quá. Hai người rồi. Rồi tiếp tục. Rồi. Go. Hit rồi. Một nón lên cho luôn. Rồi tiếp tục. 3, 2, 1, go. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn chơi cùng với TV Style. Wow, đây là Long, đây là anh Huy. Cho đi.
và đây là hai quà dành cho anh Hân và Huy. Đó là một chiếc áo và đôi giày của Huy, nhưng mà trận chung kết giữa hai người, ai yếu thế thì ai thua thì nhận chiếc áo đội tuyển. Một chút nữa nha. Anh Long, hai quà chơi. À, biết rồi. Cố lên Long ơi, mọi người chia tay với tôi đi. Cầm giày lên treo anh đi. Cảm ơn nhiều. Anh đi mở giày, anh mở giày. Giờ là giày vô lên xem nè. Wow. Đôi giày có trị giá là 2 triệu đồng. 1 triệu đồng. Thiếu tôi xin chào anh ơi. Bỏ áo tôi khoe cái nào. Áo của Ren Sport, áo xịn đấy, mở ra, mở ra. Rồi. Anh Huy đâu rồi? Huy đâu rồi? Huy. Anh Huy chạy đâu rồi? Kia kìa, ở bên kia kìa anh đi ơi. Mở nào, à, vừa luôn. Áo Ren Sport đấy, áo của đội tuyển Việt Nam đó. Đây là chiếc áo đấu chính hãng của đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2023. Cảm ơn Ren Sport Việt Nam đã hỗ trợ mình sản phẩm này. Rồi giờ đi săn anh Huy. Ủa? Đâu anh bỏ đôi giày em coi nào. Rồi. Anh cho em sợ. Đôi giày là giày chính hãng nè. À, rồi cảm ơn. Gần 3 triệu bạc á. Rồi anh chào mọi người một câu được không? Anh Huy, hả? Anh chào mọi người một câu được. Hello mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Vô một cái style. Đây là đôi giày Nike Mercurial Vapor 15 TF Academy. Cảm ơn Neymar Sport, giày đá bóng chính hãng đã tài trợ mình sản phẩm này. 3 triệu. 3 triệu. Một đôi giày 2 triệu và một cái áo 1 triệu. Đã được tặng cho mọi người rồi. Mai mốt mình sẽ ghi quay tiếp, thấy mọi người tặng cái tặng đã tặng quà này mọi người sung quá. Lúc đầu tưởng là không ai lên chơi với mình. Mình hô một cái. Nhưng mà quà đã lên. Quà chất lượng quá rồi. Lần sau anh kiếm người khác quay phim đi nha. Để em vô chơi luôn. Trời. Vào đá hai cái xà kiếm được đôi giày 3 triệu bạc. Trời ơi, xà nghe là sở trường của Long nữa chứ. Trời ơi, ủa bữa sau kiếm người khác quay cho Long. Ok anh. Được anh Thi ơi. Cảm ơn La Ru Cup siêu phủi đã tổ chức một giải đấu thực sự quá đã cho anh em miền Trung. Hành trình của mình tại La Ru Cup siêu phủi ở Đà Nẵng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em tại La Ru Cup siêu phủi thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Như thường lệ, anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trung Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.